Rồi xin chào các anh em đã quay lại kênh của Danh Blog. Video ngày hôm nay Danh xin phép được báo giá để cho anh em tham khảo nha. Giá xe của SH125 và SH160, cả phiên bản CBS và phiên bản ABS luôn nha các bạn. Giá Danh báo là giá lăn bánh luôn nha, dành cho những anh em có hộ khẩu tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, thành phố Lộ 2 trực thuộc tỉnh nha các bạn. Thì anh em tham khảo giá xe nha, thì Danh thấy giá xe ở đây bán rất là rẻ nha các bạn. Bán rất là rẻ luôn nha các bạn. Rồi anh em tham khảo giá nha. Đầu tiên là Danh báo giá SH125 phiên bản tháng thường dao động từ trên dưới khoảng 77 triệu nha các bạn, trên dưới 77 triệu nha. Còn có phiên bản ABS 125 mà phiên bản ABS luôn là trên dưới 84 triệu nha các bạn. Nó dao động từ 77 triệu cho tới 84 triệu tùy từng phiên bản nha anh em. Giá xe đang rất là tốt nha. Anh em nào đang chuẩn bị mua thắt thì anh em có thể tham khảo cái video này nha. Rồi anh em xuống tiền anh em mua ở cửa hàng Honda Thành Phát 2 ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, bán xe giá rất là tốt nha các bạn. Anh em nào muốn mua thì anh em có thể liên hệ với cửa hàng đó để anh em mua xe nha. Rồi bây giờ Danh sẽ báo chiếc SH160 phiên bản CBS và phiên bản ABS là dao động từ 95 triệu cho tới 105 triệu là lăn bánh luôn nha các bạn, dành cho những anh em đang ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. SH160 phiên bản CBS và phiên bản ABS là dao động từ 95 triệu cho tới 105 triệu. Giá dao động nha các bạn, nó không có chính xác được 100% nha, có thể nó chênh lệch 100-200 ngàn hoặc là 300-400 ngàn, anh em thông cảm nha, tại vì giá xe nó thay đổi hàng ngày. Đó, đây là SH160 có phiên bản phanh ABS luôn nha anh em. Giá này là giá anh em tham khảo nha, nó không chính xác được 100% nha các bạn. Tại vì bữa trên này hỏi thì giá nó như vậy, mà có thể bữa sau là giá nó sẽ thay đổi nha, nó thay đổi 100-200 ngàn đó. Có thể là chênh lệch 400-500 ngàn không chừng nữa, nên anh em cứ tham khảo giá. Nhưng mà Danh khẳng định là giá ở Honda Thành Phát 2 bán rất là ok, tại vì Danh cũng tham khảo nhiều giá bán ở các nơi rồi. Đây là SH125 màu trắng nha các bạn, chiếc xe này thì trên dưới khoảng 77 triệu là lăn bánh luôn nha. Anh em nào muốn mua thì xuống tiền mua nha, giá xe đang rất là tốt. Còn anh em để tới SH là đời 2025 ra để thay đổi mẫu mới thì còn lâu lắm mới ra nha các bạn, chưa có ra liền bây giờ đâu nha, đợi sẽ rất là lâu á. Rồi video Danh xin kết thúc tại đây nha, anh em tham khảo giá nha. Rồi xin chào các anh em.